Xin chào tất cả mọi người. Thì phía sau mình đây đang là vườn giáng dây ngoài bãi của nhà mình. Thì dòng giáng dây ở ngoài bãi thì có khác gì với dòng giáng dây ở đồng bằng hay là ở một số khác? Thì ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giải thích để cho mọi người được hiểu rõ hơn. Thì đây là một nhánh của sông Kinh Thầy, một nơi cung cấp nguồn phù sa, chất dinh dưỡng, thổ nhưỡng cho vườn giáng dây của nhà mình mỗi năm. Thì khác với những nơi khác thì bột sắn dây ở chỗ mình thì nó thơm ngon hơn, nó đậm vị hơn. Và hơn nữa thì trồng sắn dây ở ngoài bãi này thì nhà mình ít phải chăm bón hơn. Tại vì dòng sông Kinh Thầy này cung cấp một nguồn phù sa bồi đắp cho cây sắn dây nhà mình mỗi năm, làm cho cây sắn dây phát triển rất là tốt. Thì trung bình mỗi gốc sắn dây như thế này thì nhà mình sẽ thu hoạch phải gần 2 tạ cho một hốc sắn như thế này. Thì ở địa phương Kinh Mô quê mình thì xã mình là một trong những xã trồng nhiều sắn dây nhất. Và nếu mà được một lần về trải nghiệm địa phương Kinh Môn thì mọi người có thể ghé thăm xã mình và trải nghiệm vườn sắn dây của xã mình nhé.